Ta có tiếp một bài ứng dụng tích phân trong chuyển động. Một vật chuyển động với vận tốc V 20 m/s. Để cho nó sau khi đạp phanh có phương trình chuyển động thế này. Hỏi kể từ lúc đạp phanh. Đây, hỏi sau khi đạp phanh nha. Kể từ lúc vật còn bao nhiêu đây? Đây. Cho đến khi vật còn vận tốc bao nhiêu đây? Thì ô tô đi được quãng đường là bao nhiêu mét? Vậy nó hỏi đi được bao nhiêu mét, đồng nghĩa nó hỏi S bằng bao nhiêu, tức là quãng đường đi được. Vậy theo kiến thức về ứng dụng tích phân, ta có quãng đường S được tính bằng tích phân cận từ T0 đến T1 của hàm VT nhân DT. VT là hàm chuyển động của các bạn. Trong đề bài của các bạn có chuyển động hàm cho sẵn công thức rồi. Vậy hàm VT này các bạn thế vô đây. Vậy là hàm VT các bạn xử lý. T0 là lúc bắt đầu khảo sát. Ở đây khảo sát lúc nào? Khảo sát lúc vật của các bạn có vận tốc là 15 m/s. Vậy ta có VT được tính bằng trừ 4T cộng 20. Và ta đang cần tìm lúc 15 m/s thì nó bằng 15. Từ phương trình này các bạn sẽ giải ra được con T. Vậy chuyển giấy qua tính toán các bạn được T bằng 5/4. Và T này được hiểu là T0 bằng 5/4. Vậy là T0 của các bạn xử lý được. Tiếp theo T1 là lúc nào? Đây là lúc vật có 10 m/s. T1 được định nghĩa đây, T1 được hiểu là lúc kết thúc khảo sát. Vậy lúc kết thúc khảo sát đó, bài này không phải dừng hẳn. Những bài dừng lại hẳn thì vận tốc nó bằng 0. Còn bài này là nó cho các bạn là khi vật có vận tốc cụ thể. Vậy ta lại tiếp tục có tiếp một cái hàm VT giống như lúc nãy. Trừ 4T cộng 20. Và cho ta đang khảo sát là nó bằng 10 m/s. Vậy ở đây thế thành số 10. Vậy từ đó ta sẽ có T của các bạn chuyển giấy qua tính toán. Và các bạn còn lại là 10/4. Được hiểu là bằng 5/2. Vậy tức là T1 của các bạn bằng 5/2. Vậy T0 có, T1 có. Các bạn thế vô dùm thầy biểu thức S ở đây. Các bạn sẽ có được kết quả cần tìm. Chúc các bạn thành công nhé.